xin chào tất cả các bạn như các bạn đã biết thì cầu trì nó là một cái thiết bị dùng để tránh cái sự cố ngắn mạch thường dùng để bảo vệ cho đường dây biến áp động cơ thiết bị điện mạch điều khiển hay là mạch điện thắp sáng cầu trì thì thường thường có đặc điểm rất là đơn giản kích thước bé và có khả năng cắt lớn giá thành rất rẻ nên được À, phổ biến khá là rộng rãi cấu tạo của cầu chì thì gồm hai phần đó là phần tử ngắt mạch và thân của cầu chì phần tử ngắt mạch thì đây là chính là phần chính của cầu chì phần tử này thì có khả năng cảm nhận được cái giá trị hiệu dụng của cái dòng đi qua nó và cái giá trị này điện tử xuất bé phần thân cầu chì thì thường là làm bằng thủy tinh granite sứ gốm hay là các vật liệu tương đương vật liệu này tạo thành cái thân của cầu chì để đảm bảo cho hai tính chất là độ bền cơ khí và thứ hai là độ bền về điều kiện dẫn nhiệt chịu được cái sự thay đổi của nhiệt độ đột ngột mà không hư hỏng đối với nguyên lý của cầu trì đặc tính cơ bản của cầu trì là sự phụ thuộc của cái thời gian chảy đứt với cái dòng điện chạy qua để có cái tác dụng bảo vệ đường ampe trên dây của cái cầu trì ở mọi điểm nó phải thấp hơn cái đặc tính đối tượng cần bảo vệ cầu trì chi thì chia thành hai dạng cơ bản tùy thuộc vào cái nhiệm vụ của nó là cầu chì loại G và cầu chì loại A. Cầu chì loại G là cầu chì mà có dạng chỉ có cái khả năng ngắn mạch khi có sự cố quá tải hay là ngắn mạch khi xảy ra trên cái phụ tải. Còn cái cầu chì loại A là cầu chì mà dạng chỉ có khả năng bảo vệ duy nhất một trạng thái ngắn mạch trên tải. Một phần nữa là cái điện áp định mức là cái giá trị điện áp hiệu dụng xoay chiều xuất hiện ở hai bên đầu cầu chì khi mà cầu chì ngắn mạch. Cái tần số nguồn điện trong cái phạm vi nó có cho phép từ 48Hz đến 62Hz. Dòng định mức là cái giá trị hữu dụng của dòng xoay chiều mà cầu trì có thể tải liên tục và thường xuyên mà không làm thay đổi đặc tính của nó. Cảm ơn tất cả bạn đã lắng nghe và theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.